Mừng xuân năm mới Nhâm Dần, mình xin chúc tất cả các bạn một mùa xuân thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều sen đá đẹp nha. Mỗi năm sẽ có thêm nhiều sen đá đẹp và chăm sen thật là tốt, thật là đẹp, em nào cũng xanh tươi mướt rượt nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong năm qua đã luôn ủng hộ kênh YouTube Layla Psychology USA của mình. Rất cảm ơn các bạn. Cưng này năm nay lớn quá chừng luôn các bạn, bị cắt ra nhân giống rồi nhưng mà vẫn rất là bự luôn. Năm mới là phải khoe màu đỏ các bạn. Đây là lâm mình, hỏa đế lâm mình đây. Lâm mình. Em ấy đây các bạn. Anh sẽ cứ lên đã vẽ lên cái bảng này cho mình. Chính là em ấy. Mấy đây các bạn. Anh sẽ cơ lần vẽ rất là đẹp luôn. Ok rồi. Ok rồi. Năm nay đẻ con rất là nhiều luôn các bạn ơi, đẻ con nhiều lắm luôn. Đây là Echeveria Romeo Rubin Hybrid. Rất là to luôn các bạn. Lớn cũng rất là nhanh nữa. Đẹp lắm luôn. Cùng một góc độ của mấy năm trước, em ấy thì to ra, còn mình thì già đi các bạn ơi. To rất là nhiều luôn. Các bạn có thể thấy cái hình này kế bên không? Em ấy nhỏ xíu bây giờ đã to quá chừng luôn rồi. Mà đã bị mình cắt ra nhân giống này đó các bạn. Mùa xuân thì không thể thiếu hoa được nha các bạn. Hôm nay mình sẽ khoe các bạn hoa hoa sen đá nở trong vườn của mình nha. Hoa sen đá. Đầu tiên là bé Yêu Nhâm. Nó hoa vàng rất là đẹp luôn. Hoa Yêu Nhâm có thể là có khi có con trên cái bông nữa các bạn. Nhưng mà không phải cây nào nó cũng ra con trên bông đâu, có cây có cây không. Còn đây là cây thạch bích. Cây này là cây thạch bích ghép của mình các bạn. Ghép mấy cây khác ở trong đây luôn.
họ của Rasula mình ghép vô trong đây. Ghép cây này là cây va này. Cây va. Và không thể thiếu cây thạch bích to của mình. Rất là to, rất là đẹp, bông quá chừng luôn. Cây này không cần phải chăm sóc gì, không cần tưới nước, không bón phân, không chăm gì hết luôn các bạn. Mà vẫn lớn, vẫn ra bông rất là nhiều. Rất là đẹp. Hoa cây candlelight đây các bạn. Hoa. Hôm nay mình đi ngắm hoa nha. Hoa cây này giống như xuyên thịt các bạn. Rasula. Rất là xinh. Nắng lên rồi các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Nắng lên rồi, nắng lên rồi. Hoa đê vương. Đê vương á, to nhưng mà hoa nhỏ xíu các bạn ơi. Chút xíu xíu. String of pearl. Hoa dễ thương. Bây giờ hai cây này là hoa đẹp nhất, xuất sắc luôn các bạn, màu rực rỡ luôn. Đây là Mother of Thousand. Đang có bông cao liêu nghiêu luôn các bạn, cao ơi là cao luôn, rất là cao. Bé xinh này đang ra bông nữa. Bé này mình không biết tên. Bông nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. Bướm bướm ra bông. Bướm bướm ra bông ở trên ngọn là cây này nó sẽ chết. Và hy vọng là để lại cho mình một bầy con. Dễ thương. Hoa này màu hồng xinh chưa. Đây là tree mà tree bò, tree giống như tree thồng nữa các bạn. Trading tree. Tím đẹp quá, sắp nở bông rồi. Sắp nở bông, sắp nở bông. Đây cái đế này của mình. Quá chừng bông trên ngọn các bạn. Bông nhiều ơi là nhiều luôn á. Quá chừng. Chi chích bông luôn. Bé này nổi bật bông. Quá chừng bông, quá chừng bông. Bông xinh, bông xinh. Bông của em ấy. Cây đế bự này cũng đang ra bông các bạn. Đang ra bông. Cây đào nhà mình chỉ mới hé nụ thôi các bạn, chưa có nở. Chưa nở bông. Cây đào này đỏ đẹp lắm luôn nè.
Đây là hoa của Greenovia các bạn. Năm nay phải khoe các bạn hoa của Greenovia. Năm đầu tiên em mới ra bông. Và đây thêm một cây ra bông nữa. Hai cây ra bông luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.